Cái quan điểm của Việt Nam thực hiện 4-0, và cái 4-0 này để chúng ta giữ vững cái độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đây là một cái đường lối rất là đúng đắn, nó phù hợp với cái xu thế phát triển chung trong khu vực, và để phát huy cái vai trò độc lập tự chủ của dưới sự lãnh đạo của Đảng và cái độc lập tự chủ của Việt Nam. Luôn nhanh chóng tiếp thu và vận dụng linh hoạt những quan điểm chỉ đạo mới của Đảng liên quan tới nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là nội hàm của trường phái ngoại giao cây tre Việt Nam. Lĩnh vực đối ngoại quốc phòng sẽ tiếp tục tận dụng thời cơ, hóa giải thách thức, tiếp tục bảo vệ vững chắc chủ quyền và lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào thành công chung của công tác đối ngoại đất nước. Chúng tôi chọn hình ảnh lũy tre để khép lại phần trình bày ngày hôm nay. Ngoại giao mang bản sắc cây tre Việt Nam, tức là có gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển. Gốc vững đó là nguyên tắc bất biến vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Có thân chắc đó là sức mạnh bền vững nhờ huy động sức mạnh đại đoàn kết dân tộc kết hợp cùng sức mạnh thời đại. Và có cành uyển chuyển đó là phong cách nghệ thuật ứng xử linh hoạt, biết mình, biết người, biết thời thế.